Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý vị, cô chú cũng như là anh chị và mọi người đang theo dõi kênh hai cái căn nhà xây vừa mới hoàn thiện xong ở Đa Sĩ Kiến Hưng Hà Nội. Với hai căn nhà này thì cái diện tích của nó rất là rộng mọi người ạ. Diện tích của nó là 36,5m cho tới 38m. Thiết kế của hai cái căn nhà này thì là thiết kế 4 tầng. Và hai căn nhà này hướng nhà là hướng Tây Bắc. Ngõ trước nhà như quý vị nhìn thực tế ở trên video ở đây, hai xe máy tránh nhau thoải mái, cách với đường ô tô đi lại nó khoảng tầm 50m. Với cái vị trí ở Đa Sĩ này thì giao thông đi lại rất là thuận tiện mọi người ơi. Nó gần với lại khu đô thị Sala, đi ra tới trung tâm Sala Nguyễn Xiển nó cũng rất là gần. Mà từ cái căn nhà này đi tới trung tâm hành chính quận Hà Đông nó cũng rất là gần. Từ vị trí căn nhà này mà đi ra tới chợ Hà Đông ấy, nó khoảng tầm 800m thôi, giao thông đi lại rất là thuận tiện. Với cái căn nhà đã được hoàn thiện xong chỉn chu, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Toàn bộ cái phần mặt tiền của hai ngôi nhà này đều được là ốp đá granite mọi người ạ. Và thiết kế của ngôi nhà như sau, mời mọi người theo em vào vị trí cụ thể của ngôi nhà. Một trong hai ngôi nhà này thì Ngọc Ánh sẽ quay một căn. Với cái mặt tiền của ngôi nhà nó là 4m6, mặt hậu của ngôi nhà là 5m1 mọi người ạ. Ngọc Ánh đang đọc đúng với cái thông số trên sổ thì mọi người có thể cảm nhận được là cái căn nhà này nó nở hậu và bên đằng sau nó rộng hơn một chút. Với cái thiết kế tầng 1 đây, Ngọc Ánh đang đứng ở đây, đó là cái phần tầng 1 của ngôi nhà đều đã được hoàn thiện xong hết. Cái phần cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài của nó là cái lớp cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong thì thiết kế là cửa gỗ mọi người ạ. Đây, đây là cái lớp cửa bên trong. Và ngoài cái phần lớp cửa chính thì ở đây còn có một cái cửa sổ nữa mọi người ơi. Đây ạ, phần cửa sổ. Căn nhà này thì được cái ưu điểm nó là cái diện tích rộng. Diện tích là 36,5m. Và với cái phần phòng khách của ngôi nhà thì ở đây, phần phòng khách của ngôi nhà thiết kế hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Căn nhà này hồ sơ điện, hồ sơ nước đều được lắp đặt đầy đủ rồi, giao thông đi lại thuận tiện. Và ngoài cái phần phòng khách của ngôi nhà ở tầng 1 thì ở đây còn có một cái phòng bếp nữa mọi người ạ. Phòng bếp thì rất là rộng. Với cái phần phòng bếp của ngôi nhà thiết kế tủ gỗ ăn cường với cái tông màu trắng và tông màu nâu khá là hợp lý. Xung quanh bếp thì ốp kính ốp bếp màu xanh và mặt bếp thì màu đen granite. Đó. Phụ kiện bếp đi kèm đến chất liệu inox 304, hồ sơ điện nước được lắp đặt đầy đủ. Đấy, chậu rửa, vòi rửa cũng như là đây, kệ bếp đều là chất liệu inox 304 rất là chắc chắn. Hiện trạng của ngôi nhà thì quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Ngoài cái phần phòng khách và cái phần phòng bếp thì ở tầng 1 còn có một phòng vệ sinh. Với cái phần phòng vệ sinh này đáp ứng cho quý vị về cái bồn cầu cũng như vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Với căn nhà này thì có 2 căn và căn bên trong là giá chào bán 3 tỷ 300 triệu. Và cái căn Ngọc Ánh đang quay đây, chủ nhà đang chào bán là 3 tỷ 420 triệu đồng mọi người nha. Bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng, nhà này sổ đỏ chính chủ, giấy phép xây dựng chuẩn chỉnh rồi. Hỗ trợ các bác vay tối đa được đến 80% giá trị của ngôi nhà. Cái phần giữa phòng khách và phần cầu thang được ngăn cách bởi một cái vách lam CNC hợp lý. Hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp toàn bộ đá đen cổ trắng mọi người ạ. Mời người theo em lên khám phá tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà xem ngôi nhà này phía ở trên tầng thiết kế ra sao nhá. Với thiết kế tầng 2 của ngôi nhà này thì là thiết kế 2 phòng ngủ và phòng 1 phòng vệ sinh ở phía bên ngoài ạ. Đây là cái căn phòng ngủ đầu tiên hướng ra phía mặt ngõ. Căn nhà này thì là hướng Tây Bắc mọi người nhá. Đó, các phòng ngủ đều có được thiết kế trần thạch cao, đèn led âm trần cũng như là hệ thống ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đầy đủ, cửa sổ thông thoáng hai lớp, bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Với lại các phòng ngủ thì chủ ở đây thiết kế toàn bộ là cái sàn gỗ công nghiệp, cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Vị trí của nó là thuộc tổ 4 Đa Sĩ Kiến Hưng mọi người nhá. Từ vị trí căn nhà này cách với đường ô tô 50m, giao thông đi lại thuận tiện. Tiện ích chợ trường phường trạm thì đầy đủ, nó chỉ trong phạm vi bán kính khoảng tầm 500m quay đầu thôi. Và đây là cái phòng vệ sinh ở phía tầng 2. Đó, sử dụng cho hai phòng ngủ thì đầy đủ hệ thống sen kê tắm nóng lạnh này, đống chờ bình nóng lạnh này, đó. Bồn cầu liền khối, lavabo bàn đá. Đó, hệ thống điện, hệ thống nước đều đã được lắp đặt xong hết rồi, chỉ việc
Với cái hiện trạng của ngôi nhà thì đúng thực tế luôn là chỉ có việc xách vali về và ở thôi ạ. Tiếp theo, đây là cái căn phòng ngủ ở phía bên trong. Cũng có đầy đủ cửa sổ hướng ra phía đằng sau. Mọi người ạ, đây, sàn gỗ công nghiệp, hệ thống chân thạch cao. Cửa đây, cửa gỗ lim rất là chắc chắn ạ. Đó. Đường hướng giá cả mọi cái Ngọc Ánh đều công khai nên mọi người cố gắng theo dõi video từ đầu tới cuối để xem căn nhà này thiết kế nó có phù hợp với cái tiêu chí của mọi người khi mua nhà không ạ. Mời quý theo em lên trên phía tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà. Và với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế y hệt như tầng 2, cũng gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Như vậy, bước chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà này thì đã có 4 phòng ngủ riêng biệt, phòng khách, phòng bếp riêng biệt. Với cái căn nhà này thiết kế cũng rất là hợp lý, diện tích thì rộng và nó nằm ở trên mặt ngõ. Tuy nhiên, ngõ này nó là ngõ cụt mọi người ạ. Đó. Có như thế nào thì cái chi tiết nhà, cái đặc điểm ngôi nhà Ngọc Ánh chia sẻ rất là cụ thể, cho nên quý vị theo dõi video của em thì cố gắng theo dõi đến cuối cùng video nhé. Đây, phòng vệ sinh ở phía tầng 3. Thiết kế tương tự, y hệt như tầng 2. Thay vào đó mỗi cái bộ sen tắm, sen cây thì là sử dụng hệ thống sen tắm thường mọi người ạ. Và mời theo em lên trên phía tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và Ngọc Ánh đang đứng ở đây đó là chính là phía tầng 4 của ngôi nhà. Thì ở phía tầng 4 của ngôi nhà có một cái ô giếng trời để lấy thoáng xuống toàn bộ khu vực cầu thang, hệ thống tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà. Như Ngọc Ánh chia sẻ với mọi người, thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Đây, mặt bậc của bậc cầu thang lên tới tầng 5 của ngôi nhà là đá đen cổ trắng. Tiếp theo, với cái tầng 5 của ngôi nhà này thì thiết kế như thế này ạ. Đây ạ. Đây là một cái phần phòng vệ sinh ở phía tầng 4 của ngôi nhà mọi người nha. Tầng 1, tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà đều được thiết kế và lắp đặt đầy đủ chỉnh chu cái nhà vệ sinh, đáp ứng cái công năng sử dụng theo từng tầng. Ngoài ra, phía tầng 5 của ngôi nhà còn có một phòng ngủ nữa. Đây ạ, phía tầng ngủ tầng 4 mọi người ơi, đây ạ. Phòng ngủ thứ 5 của ngôi nhà. Đó. Cái căn nhà này thiết kế khá là hợp lý. Nhà nào mà có đông người, hộ gia đình đông thì cái căn nhà này 5 phòng ngủ để mọi người có thể lựa chọn. Phần tiếp theo nữa, đây chính là cái phần phòng thờ. Đây ạ. Phần phòng thờ của ngôi nhà. Riêng ở trên phía tầng 5 thì không thiết kế sàn gỗ mà thay thế vào đấy là lát gạch mọi người nha. Lát gạch kích thước 60-60 vân gỗ. Và phần còn lại đó chính là phần sân phơi. Thì đây mọi người ạ, đây chính là cái phần sân phơi của ngôi nhà. Mọi người có thể tham khảo giúp Ngọc Ánh, xung quanh dân cư đông đúc. Đó. Rất là đông đúc, trước nhà mình thì cũng rất là thoáng. Giao thông đi lại thuận tiện. Từ vị trí cái căn nhà này đi ra tới trung tâm hành chính quận nó rất là tiện, mà mọi người có đi lên phố thì cũng rất là hợp lý. Nó gần với lại viện 3 này, viện quân y 103 này, bệnh viện Ca Tân Triều, bệnh viện Bỏng Quốc gia. Quý vị có đi làm ở trên cái hướng Thanh Xuân, Nguyễn Trãi, Hắt Lên thì cũng rất là hợp lý. Mà có đi ngược về phía Hà Đông này cũng vậy. Vậy thì mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983 013403 hoặc 0888 041444. Mọi người xem video của em thì nhấn like để ủng hộ cho em và đăng ký kênh để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất từ Bất Động Sản Nhà Tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả những khách hàng yêu quý của em ở những video sau.